Nhiều bác tài nghĩ rằng lắp camera hành trình WebVision M39X là không cần thiết, chủ quan khi cho rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình lái xe. Tuy nhiên, đâu biết rằng chính những suy nghĩ ấy lại gây ra những rủi ro, những nguy cơ tiềm ẩn. Va chạm xảy ra mà không có bằng chứng lưu lại. Đi sai làn đường. Gây ra va chạm với xe phía trước. Vượt quá giới hạn tốc độ. Đi quá tốc độ cho phép. Đi đêm hay thời tiết mưa gió không nhìn rõ đường dễ gây ra tai nạn. Lạc đường, nhầm đường do không có chỉ dẫn. Bị kẻ xấu tác động vào xe mà không biết. Camera hành trình WebVision M39X, trợ lý lái xe chuyên nghiệp, giúp các bác tài lái xe an toàn trên mỗi chặng đường. Camera kép ghi hình siêu nét được trang bị công nghệ streaming media. Bất kể điều kiện thời tiết mưa gió hay giông bão, thì hình ảnh cũng vô cùng rõ nét nhờ camera có hỗ trợ hồng ngoại. Công nghệ cảnh báo ADAS hỗ trợ lái xe an toàn và điều khiển bằng giọng nói hoàn toàn thoải mái, ra lệnh mà không cần thực hiện thao tác bằng tay. Khóa file ghi hình khi xảy ra va chạm. Cảnh báo lấn làn. Cảnh báo va chạm với xe phía trước. Cảnh báo giới hạn tốc độ. Cảnh báo đi quá tốc độ cho phép. Giám sát hành trình trực tuyến, định vị xe ngay trên điện thoại. Ngay cả khi đang cách xe rất xa, các bác tài cũng có thể xác định xe mình đang di chuyển ở cùng đường nào. Sở hữu WebVision M39X hôm nay để lái xe yên tâm và an toàn hơn. Liên hệ ngay hotline 025 2222 2222 để nhận tư vấn cụ thể về sản phẩm.